Chào các bạn nhé. Và hôm nay ngày 26 tháng 6 2019 thì tôi có mặt ở đây theo như đã thông báo trước ở trên Facebook của Thời báo cũng như Facebook của cá nhân tôi, thì đã thông báo về cái việc mà chúng tôi tiếp tục phát truyền hình trực tiếp tại Berlin về vấn đề là ông Phạm Nhật Vượng có bắt đầu ra và sản xuất cái loại xe mà người ta gọi là VinFast Fadi. Chiếc xe này đã gây tranh cãi trong thời gian vừa qua bởi vì với những công nghệ mà theo chúng tôi điều tra được trong những cái lần phát lần trước thì các bạn cũng đã biết chi tiết về thông tin của chiếc VinFast Fadi, và ngoài ra ở Đức và châu Âu thì không còn sử dụng công nghệ đó nữa. Sau lưng của tôi đây, các bạn thấy phía sau lưng đây ạ. Sau lưng của tôi đây là cái khu mà chuyên chế biến lại những cái mua và chế biến lại những cái thứ xe cũ như vậy, và họ mua và để họ về và họ có thể tháo dỡ ra thành những cái phụ tùng phụ kiện và tiếp tục cung cấp cho những cái người hoặc là những cái hãng sửa chữa xe ô tô để họ tiếp tục là lắp vào những cái xe cũ như vậy. Vậy thì tại sao họ lại phải tận dụng như vậy? Bởi vì như các bạn cũng đã biết, ở châu Âu và ở Đức thì cái vấn đề ô nhiễm môi trường rất quan trọng, và ở Đức thì người ta đặt cái vấn đề này lên hàng đầu. Chính vì vậy là những chiếc xe cũ họ vẫn có thể tiếp tục đi, thế nhưng mà họ không sản xuất nữa thì họ vẫn tận dụng lại những cái phụ tùng này, bởi vì nó vẫn có dùng được cho những cái xe đã được đăng ký ở trước đó. Và đây xin ngày hôm qua tôi cũng đã đưa cái thông tin đặc biệt mà các bạn cũng đã biết, đó là việc mà chiếc xe VinFast đã không hề được gửi sang nơi đăng kiểm độc lập tại châu Âu, đó là Euro NCAP. Đấy. Và theo cái bài báo này ngày hôm qua tôi đã đưa, thì bây giờ tôi xin nhắc lại một chút cái thông tin về cái việc đó và tại sao chúng ta lại quan tâm đến vấn đề là chất lượng xe cũng như là vấn đề an toàn của xe như vậy. Bởi vì cái bài báo này đã đăng là báo giao thông, tức là của ngành giao thông ạ, đã đăng vào ngày 20 tháng 3 năm 2019, thì VinFast đã đưa cái solo xe sản xuất đầu tiên là 155 chiếc đến 14 quốc gia và 4 châu lục để kiểm tra, và trong đó thì có nói rằng là đến Euro NCAP để chương trình đánh giá xe để làm cái việc mà kiểm tra về chất lượng xe, về độ an toàn xe. Và trong cái bài báo này còn ghi rất rõ, và đường link thì các bạn cũng đã thấy trong những phóng sự của chúng tôi vào những lần trước. Thì quả thật là điều này thì rất là tốt nếu mà sự thực như vậy. Nhưng sau tìm hiểu thì chúng tôi hôm qua cũng đã thông báo với các bạn là không hề có những cái thông tin đó về việc mà xe VinFast được đưa sang đây để đánh giá như vậy. Và chúng tôi đã hỏi, ngày hôm qua tôi cung cấp thông tin thêm là ngày hôm qua chúng tôi đã hỏi nơi này, đây là cái nơi mà để đánh giá xe, đó là Euro NCAP. Thì các bạn cũng đã tự tra trong cái thời gian vừa qua sau khi chúng tôi cung cấp thông tin, tại Euro NCAP tại châu Âu không hề có tên của xe VinFast được gửi sang, và cũng không có số tên của xe Fadi. Và sau đó chúng tôi cũng đã hỏi họ thì được cho trả lời bằng văn bản rằng là chiếc xe VinFast này là không được đưa sang để thử. Và các bạn cũng thể tự đọc được cái thông tin này. Đây là họ nói rằng là: xin chào, rất tiếc là các loại xe của VinFast không có trong chương trình thử nghiệm trong năm 2019 của chúng tôi. Cái điều này là rất là rõ ràng, và tôi cũng đã đưa cái thông tin này vào cái commenta, tức là vào cái bản tin lần trước, để các bạn tiếp tục nắm được thông tin cụ thể cho và truyền tải tiếp cho những người muốn biết, những người đã, đang và sẽ mua những chiếc xe VinFast này. Sở dĩ chúng tôi phải làm những chương trình như vậy bởi vì không phải mục đích là ghen tức hay là về vấn đề là gì đó chọc phá gì Việt Nam cả. Bởi vì là với vai trò của một nhà báo, một cái người làm báo chí, thì tôi có vai trò đó là phải cung cấp cái thông tin cụ thể, chi tiết. Và nếu chưa có thì chúng tôi phải tìm cho bằng ra những thông tin mà cộng đồng trong, bà con trong và ngoài nước, và những cái người sử dụng những cái phương tiện đó, thiết bị ở đó khi lưu thông trên đường phải được an toàn. Và đó là hơn 90 triệu dân Việt Nam của chúng ta. Và đó là hàng chục nghìn người sẽ mua chiếc xe này, và họ sẽ chở cũng hàng nghìn cái gia đình sẽ ngồi trên chiếc xe đó, họ lưu thông trên đường. Và khi mà chiếc xe đó mà gây tai nạn thì điều đó sẽ rất tai hại nếu nó không được kiểm tra, kiểm định. Và điều đó hoàn toàn đã được xác định trong cái bản tin mà chúng tôi đã đăng. Và cái một lần nữa tôi xin nhắc lại, đây là cái thư của trả lời của nơi mà chúng tôi đã hỏi. Đó là cái Euro NCAP, về cái việc là không hề có chiếc xe VinFast nào được đưa sang châu Âu để thử chất lượng cả. Vậy là những cái bài báo ở trong nước, báo giao thông và những bài báo khác là hoàn toàn suy diễn, và họ viết rất khó hiểu để cho cái người đọc người ta cảm nhận rằng, tưởng rằng là có xe đấy đã được đưa sang để thử. Và cái bài báo đó thì đăng cũng rất nhiều nơi chứ không phải một chỗ báo giao thông. Vậy gì phải chăng phía sau lưng những cái bài báo như vậy là có một cái bàn tay nào đó của
của những cái công ty và những cái nơi mà muốn làm cái vấn đề này đưa ra công luận ở hình thức là không đi đánh giá mà lại nói là đánh giá xe, thì cái điều này là hết sức tai hại cho cái người sử dụng, người và kể cả những cái công sở, cơ quan nếu mua những phải những chiếc xe như vậy. Bởi vì với nguyên tắc là nếu mà xe không đảm bảo chất lượng và không được kiểm tra thì có thể là đưa, chỉ còn nếu mà đưa sang Đức hoặc những nơi sử dụng khác thì họ tịch thu ngay lập tức, họ tịch thu ngay những chiếc xe này, hoặc là họ không cho đăng ký. Thì anh có thể mang về, anh có để ở một chỗ nào đó là giống như là cái chỗ mà anh làm kỷ niệm thôi, và không được lưu hành trên đường. Và các hãng bảo hiểm thì người ta cũng sẽ không đóng và không đồng ý trả bảo hiểm cho những chiếc xe mà không đạt tiêu chuẩn chất lượng nhất định, tức là theo cái tiêu chuẩn chung của họ. Thì cái điều này các bạn chắc chắn cũng đã biết. Và cái quan trọng hơn là cái nguy hiểm đến tính mạng của hàng chục nghìn người dân, hàng chục nghìn người sẽ mua cái xe đó và lưu thông. Thì những cái cụ già, cháu bé khi đi trên đường sẽ rất nguy hiểm, khi mà tốc độ cao hoặc khi va chạm với nhau thì những cái va chạm đó có thể gây chết người, hoặc là những cái tai nạn về đường trơn trượt, hoặc là lăn lộn thì những chiếc xe đó không đảm bảo, hoặc là có thể là cháy nổ, hoặc là có thể là những cái motor của mô tô của cái xe đó khi không được kiểm tra kỹ thuật thì nó cũng có thể gây cháy nổ bất ngờ mà không thể lường trước được. Hoặc là những cái phần cửa điện của nó, nếu mà khi mà tai nạn mà nếu không, nó không mở hoặc là không thể mở ra được thì người bị tai nạn không thể thoát ra ngoài được. Thì khi mà xe nó cháy thì các bạn biết rồi, trên những cái đường cao tốc ấy, xe mà cháy thì không thoát ra được thì chắc chắn là chết, cả nhà sẽ chết cháy trong cái xe đó. Bởi vì khi bị thương mà bị tai nạn rồi thì anh rất yếu, rất khó ra. Thế thì nếu mà anh không ra thoát kịp khỏi chiếc xe đó thì có thể anh bị chết cháy cùng với chiếc xe đó, hoặc là bị những chiếc xe khác, tức là họ có thể tiến tới và họ đè vào và tiếp tục gặp nguy hiểm nữa. Thì đấy là rất là nhiều những cái trường hợp mà sẽ bị như vậy. Và các bạn đã chứng kiến, hiện nay tôi đang đứng ở ngay trước một cái khu Haller, tức là khu rất lớn, họ chuyên tái chế, tức là họ mua lại những chiếc xe cũ với tiêu chuẩn của Euro 4, như Euro 4 cũng như của ông Phạm Nhật Vượng đã quảng cáo bán ở trong nước, mà các bạn cũng đã biết trong những chương trình vừa rồi. Thì đây là cái thông tin mà tôi xin đăng gửi lại các bạn để cùng xem. Thì đây rất rõ ràng, đây là tiêu chuẩn Euro 4 mà có một cái hãng bán xe của VinFast tại địa chỉ 1948 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội đã gửi thông tin này cho chúng tôi và nói rằng nó là Euro 4. Vâng, và Euro 4 là cái tiêu chuẩn khí thải chứ không phải tiêu chuẩn an toàn. Tuy nhiên, cái điều khí thải cũng rất là quan trọng ở chỗ là khi mà chiếc xe lưu thông trên đường và họ nó luôn luôn phải tiêu thụ một năng lượng rất lớn để có thể chạy được trên đường, so với những chiếc xe khác vừa tốn năng lượng nhiên liệu vừa gây ra ô nhiễm môi trường, mà các bạn cũng đã biết tại Việt Nam và tại Hà Nội và những tỉnh thành trong cả nước thì hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường thực sự là rất là nghiêm trọng, bởi vì là nó đã gây ra những cái hạt bụi mịn rồi gây ra ung thư, viêm phổi và rất là nhiều loại bệnh khác. Và chính vì vậy tại sao người Việt Nam của chúng ta rất muốn đi du lịch ở nước ngoài, rất muốn được sống ở châu Âu hoặc những nước khác, bởi vì môi trường của họ tốt, an ninh của họ tốt, thì điều đó là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Bởi vì khi sản xuất ra một chiếc xe, nếu mà người Việt Nam của chúng ta sản xuất sau thì chúng ta phải cố gắng nhập những dây chuyền sản xuất tốt nhất để chúng ta có thể sản xuất những chiếc xe tiết kiệm năng lượng, phù hợp với cả địa hình địa lý cũng như là cái giá thành sản phẩm làm ra là phải đảm bảo để cho những cái người mua, người ta có thể mua được và sử dụng được, cũng như cái chế độ là hậu mãi, tức là sửa chữa của các nhà xưởng là cũng phải đảm bảo, và bảo hiểm thì họ cũng phải đóng được. Chứ với những chiếc xe mà không có đánh giá chất lượng thì như vậy là sẽ không được bảo hiểm, mà không được bảo hiểm chứng chỉ nhận thì anh khi mà tai nạn thì anh sẽ không được bồi thường. Thì qua đây thì tôi cũng nên nói thêm về cái thông tin là những chiếc xe như vậy mà nếu mà không được thử cẩn thận thì chắc chắn là sẽ gây nguy hiểm. Ngoài nguy hiểm về mặt sức khỏe thì nó còn nguy hiểm về mặt kinh tế. Tức là những cái hãng, những công ty mà họ đã chót ký hợp đồng mua những chiếc xe như thế này rồi để họ bán lại, hoặc là phân phối những chiếc xe như vậy để bán lại, thì họ hoàn toàn có quyền là kháng cáo, kháng kiện để có thể lấy lại tiền, hoặc là yêu cầu có độ chiết khấu lớn hơn, hoặc là độ an toàn lớn hơn. Bởi vì với những chiếc xe như thế này, nếu mà không được kiểm tra kiểm định về môi trường tốt, không được kiểm tra kiểm định về vấn đề là bảo đảm cái an toàn cho cái người lưu thông và đồng thời cái người ngồi lái xe đó, thì sẽ gặp rất nhiều vấn đề, có thể bị khách hàng kiện cáo và trả lại. Và như các bạn đã biết, khi một chiếc xe mà bán ra với số lượng nhiều, sau đó nó bị trả lại hàng loạt, hàng chục nghìn chiếc, hàng trăm nghìn chiếc, thì những cái công ty mới thành lập như của ông của VinFast, chỗ ông Phạm Nhật Vượng, thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì họ sẽ không thể đền bù được và họ sẽ phá sản. Bởi vì nếu mà một vụ tai nạn như ở Đức này vì lý do, hoặc ở Mỹ chẳng hạn vì lý do nào đấy mà cái người ta bị tai nạn vì cái ô tô của anh gây ra nó không an toàn, thì
thì như vậy là anh phải đổi thường cỡ mỗi người như vậy hàng chục triệu euro, thế chục triệu đô la. Thế thì làm sao mà ông Phạm Nhật Vượng có thể làm được? Và điều đó rồi nếu mà hàng trăm người bị như vậy thì số tiền là khổng lồ, nhiều tỷ đô la lắm. Thì cái người mà sản xuất xe là phải chịu trách nhiệm, đó là cái nơi công ty VinFast. Vậy lúc đó thì chẳng nhẽ lại chỉ phá sản, đăng ký phá sản thì những cái người mua như quý vị là những người mua hoặc là những người bán xe là những cái đại lý đã hưởng cái hoa hồng ấy rồi thì họ cũng lại phải chịu trách nhiệm về chuyện đó thêm, thì rất là phiền phức. Chính vì vậy mà những cái thông tin này tôi đưa ra cho các bạn không phải là để mục đích là để bới móc hay là để làm cái gì, mà thông tin này là báo chí, mà báo chí thì có quyền đưa và tìm những cái thông tin quan trọng nhất, kỹ nhất và bị giấu kín nhất để đưa ra cho cái người dùng, người sử dụng xem và biết để họ có thể lựa chọn tốt hơn cho cái việc mua hàng của mình. Ngoài ra, những cái thông tin mà tôi đưa ra cho các bạn thì hoàn toàn là có thể được sử dụng vào những cái lĩnh vực khác, là các bạn có thể truyền tải những thông tin này cho những người đang mua và sẽ mua những chiếc xe này để họ có thể có cái độ cân nhắc tốt hơn. Và bản thân những cái nhà sản xuất như ông Phạm Nhật Vượng thì cũng phải có cái cân nhắc về cái chiến lược kinh doanh của mình làm sao cho phù hợp, và không thể sử dụng những cái vấn đề là đưa những vấn đề về chính trị. Ví dụ như các vị ở đây thấy đây rất rõ là đưa chính trị vào để quảng cáo cho một cái sản phẩm ô tô được. Ví dụ như đưa Nguyễn Trần Phúc ra để quảng bá quảng cáo này, thì ông Phúc thì đã có mặt rất là nhiều trong những cái lần mà khai trương VinFast bán hàng, hoặc là ngay cả khi mà khai trương nhà xưởng, hoặc là bắt đầu đặt nền móng xây dựng rồi là ký kết nọ kia. Thì tất nhiên là với vai trò của một cái người thủ tướng như ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông ta phải có mặt ở những nơi doanh nghiệp cần để quảng bá cái hình ảnh và để khẳng định cái ủng hộ của chính phủ đối với cả những cái đầu tư này. Tuy nhiên nếu ông có mặt quá nhiều, quá dày đặc đối với một doanh nghiệp thì đây lại là một cái vấn đề khác. Đó là việc mà có thể đặt cái câu hỏi về việc là liệu ông Nguyễn Xuân Phúc và hoặc là những cái cán bộ tư vấn cho Nguyễn Xuân Phúc xuất hiện thường xuyên ở những cái doanh nghiệp này có phải là đã bên nặng bên nhẹ đối với những cái doanh nghiệp khác không? Ví dụ ở trong nước cũng còn rất nhiều những doanh nghiệp khác người ta cũng sản xuất lắp ráp ô tô, mà đây chỉ nói riêng ô tô mà đây phải nói chung là nền kinh tế Việt Nam gồm có sản xuất nông nghiệp, chế biến hải sản và rất là nhiều những thứ khác nữa. Thì ông Nguyễn Xuân Phúc cần phải có cái con mắt và cái nhìn rộng hơn, lớn hơn đối với doanh nghiệp của Việt Nam, và không nên chỉ ưu tiên ưu đãi cho một vài doanh nghiệp nhất định về đất đai, về thuế, về mọi cái để những cái doanh nghiệp này người ta lấn chiếm thị trường một cách rất là nhanh nhưng mà lại rất ẩu bằng cái việc mà sản xuất ra những sản phẩm mà không đạt tiêu chuẩn chất lượng, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của những người sử dụng lưu thông, như những chiếc xe mà không được kiểm định tại Europark ở bên Cộng hòa Liên bang Đức hoặc những nơi khác. Và cái điều này thì ông Nguyễn Xuân Phúc và những cái người tư vấn cho ông cần phải rút kinh nghiệm, và bản thân ông Phạm Nhật Vượng cũng phải rút kinh nghiệm ở chỗ không nên đưa chính trị gia, nhất là những chính trị gia của những cái nước mà không, gần như không được hoan nghênh ở trên thế giới như ở Việt Nam vào cái việc kinh doanh của mình, vì điều đó sẽ phản tác dụng đối với những sản phẩm mà ông Nguyễn Xuân Phúc muốn quảng bá, hoặc là ông Phạm Nhật Vượng muốn đưa ra. Bởi vì các bạn cũng đã biết rồi, với những cái nơi mà đang bị kìm chế rất nhiều như ở Việt Nam thì những cái sản phẩm đó nếu mà đi theo con đường chính trị để quảng bá thì sẽ gặp hậu quả ngược lại. Bởi vì tới đây sau đại hội 13 diễn ra thì liệu ông Nguyễn Xuân Phúc có còn làm hay không? Mà theo thông tin tôi được biết thì ông Nguyễn Xuân Phúc hiện nay đang có luồng dư luận ở trong Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương. Chưa chắc ông Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp tục được làm tiếp trong cái nhiệm kỳ tới, bởi vì ông ta cũng đã có thể phải về hưu. Và nếu ông về hưu thì những cái cán bộ kế cận hoặc là những cái người lãnh đạo đi cùng ông ta có còn đứng theo và làm theo những cái hình thức như ông Nguyễn Xuân Phúc này làm hay không? Và trong cái hình ảnh mà tôi ghi nhận được thì tôi thấy rằng có cả ông Nguyễn Thiện Nhân cũng thường xuyên bay từ Sài Gòn ra tận Hải Phòng rồi dự những cái khai trương nhà máy rồi nọ kia. Thì ông Nguyễn Thiện Nhân là một cái người thì không ai lạ cả, ông ta ở Đức, bởi vì là ở Đức thì ông ta đã được học chế tạo máy, tức là tiến sĩ chế tạo máy ở Marburg, cũng cách Berlin này không xa. Tuy nhiên bởi vì học chế tạo máy cho nên ông Nguyễn Thiện Nhân phải rất hiểu về cái việc máy móc thiết bị của ô tô như thế nào, thì ông mới đứng ra để quảng bá quảng cáo cho họ. Vậy sau khi mà chúng tôi phát hiện ra cái việc mà cái chiếc xe này chỉ có Euro 4 và không được kiểm định tại châu Âu như là các bài báo đã đưa ra, thì ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cần phải xem xét lại cái thái độ, cái hành động của mình, cũng như là cái suy nghĩ của mình và cái kiến thức của mình về phương tiện, về giao thông, về những cái việc khác nữa, để các ông có cái điều kiện để điều hành đất nước một cách tốt hơn, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có hàng triệu người Việt Nam sinh sống và là nơi mà sản xuất kinh tế cũng như xuất khẩu đang diễn ra rất sôi động ở đấy.
Và đây là hình ảnh của ông Nguyễn Xuân Phúc đã rất nhiều lần đến với ông Phạm Nhật Vượng để quảng bá, quảng cáo cái sản phẩm của mình, của ông Phạm Nhật Vượng. Và chiếc xe này hiện nay là mới chỉ được Euro 4 và không có không thể gọi là niềm tự hào của Việt Nam được, bởi vì là nó là đã quá lạc hậu. Tại sao tôi nói quá lạc hậu? Bởi vì đây là bằng chứng mà hôm nay tôi xin đưa ra để các bạn biết là tại sao nó lạc hậu. Vâng. Đây các bạn đang đứng ở chỗ cái khu này, đây là cái khu này là chuyên môn là nhận những cái chiếc xe mà đã quá thời hạn sử dụng vào để họ tháo dỡ và làm những cái phương thành những cái phụ tùng, họ bán đi những cái nước nghèo nàn và lạc hậu như là nghèo như ví dụ như là châu Phi hoặc là ở Nga đấy, thì và nhiều nước khác nữa, kể cả Việt Nam cũng một số người sang đây mua những cái phụ tùng ở đây. Là cái những cái đèn, những cái phanh, những cái gầm, những cái máy để về để lắp vào những cái xe ở trong nước, bởi vì đây là xe cũ hết, và đây là toàn là những xe là Euro 4, Euro 3 hết, đây là xe cũ mà bản thân ông Phạm Nhật Vượng lại làm Euro 4. Và tôi xin đưa ra bằng chứng tại sao Việt Nam và cụ thể là VinFast đã sản xuất ra một cái dòng xe nếu mà chỉ Euro 4 thì quá là lạc hậu. Đây là cái bảng và đăng ký, được phép đăng ký xe lưu thông tại Đức mà chúng tôi có được, đưa đường link ở ngay phía trên trong cái live stream này. Đây, vâng. Và trong đây thì người ta ghi rất rõ về cái việc là Euro 4, tức là bắt đầu được đăng ký từ tháng 1 năm 2005. Và như vậy là 2005, tức là cách đây, các bạn biết bây giờ 2019 rồi, tức là cách đây những 14 năm rồi ạ. Vâng, tức là bắt đầu được lưu thông từ cách đây 14 năm. Đấy là bắt đầu được lưu thông từ Euro 4. Vâng, đấy là như vậy là rất là lâu rồi. Và khi nào thì nó bị dừng? Ở dưới các bạn để ý là cái phần là Euro 5, và Euro 5 đây chỗ này, Euro 5 thì có nghĩa là lúc đó thì Euro 4 bị loại bỏ, tức là vào tháng 1, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2009 thì không sản xuất những cái xe thuộc tức là không chấp nhận những cái xe sản xuất của Euro 4 để đăng ký nữa, mà lúc đấy phải là Euro 5. Vậy các bạn nhìn thấy không? Đấy, tức là như vậy là cái công nghệ mà Euro 4 đã chấm dứt từ từ phải nói là khoảng đầu năm 2019 rồi, thì người ta không sản xuất nữa. 2009 em xin lỗi cô, xin lỗi, 2009 có nghĩa là cách đây 10 năm rồi, tức là Euro 4 cách đây 10 năm rồi là chấm dứt không sản xuất nữa. Vậy thì những cái dây chuyền công nghệ đó thì các nhà sản xuất để đâu? Thì họ sẽ bán sang châu Phi, bán sang những cái nước nghèo lạc hậu và kể cả môi giới và bán về Việt Nam, bởi vì ở Việt Nam thì hiện nay vẫn sử dụng Euro 4. Tuy nhiên Euro 4 thì gây rất tốn năng lượng, tốn xăng dầu và đồng thời quan trọng nhất là nó gây ô nhiễm môi trường, bởi vì là nó thải ra quá nhiều khí thải. Mà ở Việt Nam thì cái mật độ dân số thì rất cao ở trong các thành phố lớn rồi, và cái khí thải độc hại cũng như nguồn nước bị ô nhiễm thì đã quá lớn rồi. Thì bây giờ ông Phạm Nhật Vượng lại cho sản xuất một, mang về một cái dây chuyền sản xuất từ cách đây 10 năm. Tức là đây các bạn ghi rất rõ, đây là cái bản đăng ký là tại châu Âu, toàn châu Âu luôn, là chấm dứt không được phép đăng ký xe Euro 4 từ ngày 1 tháng 9 năm 2009, tức là cách đây khoảng 10 năm rồi. Và bây giờ thì bắt đầu Việt Nam để đưa về và nói rằng là đây là niềm tự hào Việt Nam, hoặc là khi chúng tôi đăng những cái thông tin này thì rất là bị rất nhiều người, người ta vào người ta nói thóa mạ hoặc là nói những lời lẽ không hay, bởi vì là nghĩ rằng là chúng tôi xuyên tạc hay chúng tôi làm sao. Nhưng cụ thể đây là cái bảng mà các bạn có thể tự tra cứu trên cái bảng đường link mà tôi đã đưa vào trong cái video clip này ở ngay phía trên. Đấy là cái bảng là cách đây 10 năm rồi, cái công nghệ 20 từ Euro 4 là đã phải chấm dứt và không được phép đăng ký sử dụng ở đây nữa. Đây các bạn nhìn thấy. Và thế thì tại sao chúng ta phải tìm hiểu tại sao VinFast lại mua cái công nghệ đó? Bởi vì các bạn cũng biết rằng là những cái hãng sản xuất lớn, xe ô tô lớn thì không bao giờ họ bán cho các bạn hoặc là những cái nước chậm phát triển những cái công nghệ có thể cạnh tranh với cả cái sản phẩm của họ. Hiện nay là tới Euro 6 rồi. Đấy các bạn nhìn thấy là hiện nay ở dưới này ghi rất rõ là hiện nay bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 9, tức là bắt đầu từ là mùng 1 tháng 9 năm 2014. Đấy, 11 năm 2014 thì đăng ký chỉ còn Euro 6 thôi. Đấy. Là bây giờ Euro 4, Euro 5 là bỏ hết rồi. Đấy, và Euro 6 có nghĩa là họ đã thải hồi những chiếc xe đấy ra và họ phải thải hồi cả cái dây chuyền đấy ra. Đấy, thì như vậy là cái dây chuyền này sẽ đi đâu về, và bây giờ về Việt Nam và nằm ở Hải Phòng hoặc là nhiều cái thành phố khác ở Việt Nam và nói rằng đấy là niềm tự hào của Việt Nam, sản phẩm nội địa. Như vậy sản phẩm nội địa thì các bạn phải biết rằng là các bạn hãy thử hỏi một cái người, bất cứ một người nào, có thể một người Trung Quốc nào đấy cũng được, họ đến Việt Nam rất nhiều, thì họ có thích cái xe đấy không, và họ có thấy cái xe đấy giống cái xe nào đang bán ở Trung Quốc hay không, hay là những cái bộ phận, những ghế, những cái thiết bị khác
có những cái bộ phận nào là của Trung Quốc hay không, thì cái việc đấy thì chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu và thông báo cho các bạn vào những cái chương trình tuần tới, và để biết rằng là trong chiếc xe đó thì có phải niềm tự hào Việt Nam hay không, hay là nó là công nghệ máy thì là của GM, tức là một của công ty Mỹ, và họ bán cho trong nước để sản xuất với Euro 4, tức là tiêu chuẩn rất thấp. Mà Euro 4, thưa các bạn rằng là cũng không, các bạn cũng sẽ không tìm thấy bất cứ ở đâu ghi ở trong chiếc xe khi chiếc xe đấy bán ra, bởi đấy tiêu chuẩn rất quan trọng nhưng mà không ghi ra, mà chỉ có thể được trả lời bằng mồm, bằng miệng thế này thôi, nhắn tin là cùng là Euro 4. Như vậy thì cái khả năng là cái Euro 4 ấy, có đúng hay không, hay thậm chí còn thấp hơn cả Euro 4 nữa, thì đấy là cái điều mà cần phải đặt câu hỏi, cần tiếp tục điều tra để thêm cho cái chương trình này. Và các bạn là người trong nước và các bạn là người trực tiếp có thể đến những cái hãng xưởng đó, đến chỗ mua ô tô đó để các bạn tìm hiểu, thì các bạn cũng sẽ tự biết được rằng là nó là Euro mấy, là Euro 4, hay thậm chí còn thấp hơn Euro 4, hay là còn không có Euro nào, thì cái điều đó các bạn tự tìm hiểu. Và đây là cái vấn đề khi mà nhập một cái đường, một cái dây chuyền công nghệ mà với cái chất lượng thấp như vậy để đưa về phục vụ người dân Việt Nam, với cái giá thành lại rất cao, tức là hơn 400 triệu bán ra giá hơn 400 triệu đồng Việt Nam, thì quả thật là giống như một cái tội ác, bởi vì là ngoài cái ô nhiễm môi trường ra thì cái người dân Việt Nam phải mua với giá rất đắt, mặc dù là Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ cũng đã đưa ra những cái ưu đãi về thuế, về đất đai cho ông Phạm Nhật Vượng để làm VinFast, thế nhưng mà giá cả thì vẫn cao, tương đương thậm chí còn cao hơn cả cái xe, loại xe mà cùng phân khúc như vậy ở trong nước. Và những chiếc xe khác thì các bạn cũng đã biết họ sản xuất hoặc họ nhập vào thì Euro 5 hoặc Euro 6 rồi, thế nhưng mà chiếc xe này vẫn là Euro 4, mà Euro 4 trên miệng thôi chứ không có giấy tờ nào chứng nhận Euro 4 cả. Thế thậm chí là cái vấn đề nghi ngờ rằng nó là Euro mấy thì cũng chưa biết, thậm chí còn như có nhiều người cái bình luận họ còn nói rằng là thậm chí còn không có Euro nào đấy. Thế thì rất là độc hại, và bởi xe đấy mà các bạn để cất xe trong nhà ở tầng 1, xong các bạn ở tầng trên, xong các bạn nổ máy ra, nổ máy vào để đi ra đi vào cái nhà ấy thôi, thì riêng cái khí thải, cái xăng dầu đó nó hít vào ấy, người ấy, thì cũng là gây cái nguy hiểm, gây ung thư cho cả nhà, đặc biệt là những cụ già hoặc các cháu nhỏ, nếu ở trong cái nhà đó, nó sẽ quẩn trong cái nhà đó và gây ra những cái bệnh mà cực kỳ khó chữa và rất là độc hại cho người dân. Và không những thế mà nó còn bị bán đắt, rất đắt cho người Việt Nam. Và theo những cái điều tra mà chúng tôi đã thông báo lần trước, thì đây là cái giá mà VinFast đã bán là 395 triệu tại Việt Nam, tức là cái phiên bản mà thấp nhất mà chưa có gì gọi là phải thêm nữa. Thế nhưng mà cùng với các loại dòng máy GM, cùng một tổng công ty là GM sản xuất là Chevrolet, mà cái loại xe mà đã 2016 đã không sản xuất nữa, bởi vì nó không đạt tiêu chuẩn chất lượng nữa, họ đã bán cái dây chuyền này đi, thì cái giá chỉ có là 5.123 euro, tức là tương đương 133 triệu đồng. Thì những cái này, những cái đường link mà các bạn tự tra khảo, tra cứu thì tôi cũng đã đưa vào những cái chương trình vào lần trước rồi, thì những cái đó thì các bạn có thể tự tra cứu thêm ở những cái video clip mà chúng tôi phát trước đây, bởi vì là cái điều này rất quan trọng với người tiêu dùng như các bạn, hoặc là những người tìm hiểu, và đặc biệt là những cái gara ô tô, những người muốn bán chiếc xe này thì hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi bỏ tiền ra đặt cọc để mua hoặc là lấy những chiếc xe này về bán, bởi vì là có thể gặp những cái rắc rối rất lớn đối với môi trường, đối với đăng kiểm và đối với nhiều cái vấn đề khác. Bởi vì là khi hiện nay ông Nguyễn Xuân Phúc đang còn làm thì tất nhiên là có thể có những cái bảo trợ nhất định. Đây các bạn nhìn thấy. Nhưng mà theo như tôi biết thì ông Nguyễn Xuân Phúc nhiệm kỳ tới có thể về hưu. Và nếu ông về hưu thì những cái cán bộ khác lên thì có thể họ sẽ làm khác đi. Và như vậy thì những cái tiêu chuẩn này và loại xe này thì sẽ rất nguy hiểm, và thậm chí phải đình chỉ lưu thông, hoặc là phải thay rất nhiều bộ phận và gặp rất nhiều trục trặc và rắc rối. Thì đây là cái khu mà các bạn đã thấy là đây là cái nơi mà sẽ sơ chế và chế biến lại những cái xe cũ Euro 4 dạng như cái xe mà đã bán về Việt Nam, dây chuyền bán về Việt Nam cho VinFast sản xuất. Ở đây là những cái xe đấy, và bây giờ họ chỉ tháo dỡ thôi. Và thêm có một cái thông tin nữa mà các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm, và ông Phạm Nhật Vượng cũng là người mà sản xuất xe thì cũng có thể tìm hiểu thêm, là nếu mà trong trường hợp sản xuất xe mà chưa bán được hoặc là khó bán, thì đây là một cái ý tưởng mà có một số cái bạn đọc đã nhắc chúng tôi và có thể đưa vào ngày hôm nay, thì tôi cũng xin đưa rằng là có thể bán, bây giờ chưa bán được xe thì bán phụ tùng xe. Sở dĩ tại sao phải nói bán phụ tùng xe? Vâng, bán phụ tùng xe vì sao? Nếu xe VinFast chưa bán được xe thì có thể bán phụ tùng, bởi vì những cái xe như các bạn đã thấy đây đang sản xuất trong nước này, nó là cùng dòng với cả những cái xe tại châu Âu đã từng sản xuất cách đây khoảng 10 năm và 6-7 năm gì đó. Đấy là xe, những cái xe dạng như Chevrolet, hoặc là nó có thể xe Opel Car, là những cái dòng xe mà
có thể mình tôi đã hỏi về những cái người kỹ sư ở đây, họ nói rằng có rất nhiều nét giống nhau của những cái dòng xe từ Opercar đến Chevrolet và nó tương tự với cả cái loại dòng xe của ông VinFast, Fadi đang sản xuất. Vậy thì không bán được xe thì bây giờ bán phụ tùng. Bán phụ tùng có nghĩa là bán phụ tùng lại cho những cái hãng mà đã, xe cũ đã khắp nơi trên thế giới nó đã bán cái xe này rồi. Thì có rất nhiều phụ tùng, cái người mà người chủ những cái xưởng đó họ nói với rằng nhiều phụ tùng có thể bán để lắp vào những cái xe cũ này được. Đấy, thế thì xuất khẩu phụ tùng, tức là bây giờ nếu mà chưa bán được xe thì VinFast có thể xuất khẩu phụ tùng để bán, để lắp vào những cái xe dạng xe cũ này cũng vẫn có thể được. Từ những cái bình nước chúng tôi đã điều tra rất giống nhau, rồi đến những cái gioăng, những cái vòng cổ, hoặc là tất cả nhiều cái thứ trong xe là có thể lắp cho nhau được. Đấy, thì bán phụ tùng. Tuy nhiên nếu bán phụ tùng xe của VinFast mà bổ ra để bán, bây giờ không bán được xe bán phụ tùng thì lại cũng phải qua cái bước kiểm định, tức là không phải cái phụ tùng nào anh mang sang Đức là anh lắp vào là anh chạy được, mà anh cũng lại phải từng cái phụ tùng một, những cái phụ tùng nhất là phụ tùng quan trọng, anh phải qua kiểm định xem là trong đấy phần nhựa nó có nhựa độc không này, hoặc là khi mà cháy nổ thì nó có gây ra những khí độc không này, và nhiều cái vấn đề khác nữa, thì cũng vẫn phải qua những cái khâu kiểm định nhất định thì mới có thể vào được thị trường để lắp vào những cái xe cũ như thế này, những xe cũ dạng như thế này. Tức là tóm lại là bây giờ không bán được xe thì bán phụ tùng, và nếu bán phụ tùng thì vẫn phải là kiểm định và cũng thì mới có thể bán được sang để lắp vào những xe cũ như thế này. Đấy. Thì tại sao bây giờ, vậy thì ai phải là người chịu trách nhiệm trong cái việc mà nhập dây chuyền cũ? Tuy nhiên là một cái doanh nghiệp như ông Phạm Nhật Vượng đã lập ra VinFast và những cái người cổ đông đó thì họ phải có trách nhiệm rồi cho cái việc đó. Mà cái người cụ thể nhất đấy là đây là cái người đấy là chủ tịch VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy. Đây, đấy bà Lê Thị Thu Thủy. Đấy, bà Thủy này thì là một cái người mà cũng khá trẻ, và bà ta cũng vừa rồi bà Thủy cũng nói rằng là chiếc xe VinFast thì bán giá chỉ có 400 triệu thôi, là họ cũng không có lãi cơ, không có thu một đồng lợi nhuận nào, tức là họ không có lãi gì cả. Đấy, mà các bạn cũng biết là con buôn đi, mà ông Phạm Nhật Vượng là vốn là người buôn đấy, không phải dân kỹ thuật, buôn bán đấy. Mà con buôn mà lại đi nói là tôi bán 400 triệu mà không có lãi cả thì cũng không khác gì là những cái người còn không bằng những cái người bán hàng rong ở những cái khu chợ, bởi vì là đã kinh doanh thì anh phải có lãi, không lãi cách nào này anh lãi cách khác. Có thể anh không có lãi xe thì anh có thể lãi tiền đất, hoặc anh được cấp một số lượng đất rất lớn như là cái khu công nghiệp mà các bạn đã thấy ở Hải Phòng hơn 300 hectare, trong khi cùng một thời điểm này thì ông công ty Toyota cũng chỉ hơn 20 hectare thôi, và họ đã sản xuất 10 năm nay rồi, tức là họ sản xuất rất lâu rồi nhưng mà họ vẫn hiệu quả, nhưng mà VinFast phải là hơn 300 hectare. Đấy, thế là khi có, và nhiều bạn đọc cũng đặt câu hỏi thế nếu mà VinFast không bán được thì họ cũng chẳng chết, bởi vì là họ có thể phân lô bán nền tại những cái khu công nghiệp đó, họ phân lô và chuyển đổi mục đích sử dụng với mục đích là chính phủ cho phép phân lô. Thế thì tự nhiên là thấy có cả một hòn đảo và có rất nhiều những tòa nhà mọc lên, và từ đó trở đi là trở thành một cái thứ mà sản phẩm khác, mà ô tô thì không cần phải bán nữa. Thì đây là cái người mà hiện nay đang làm chủ tịch VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy là cái người mà đang điều hành VinFast, và chắc chắn rằng trong thời gian tới chúng ta còn gặp rất nhiều bà Thủy, bởi vì là bà với cái giá 400 triệu thì quá đắt so với nhiều người, và với cái công nghệ mà tôi cũng vừa đưa chỉ bán như vậy, tương đương như vậy bán ở châu Âu chỉ có 133 triệu, vậy nếu mà lắp ở Việt Nam thì phải rẻ hơn nữa, thậm chí rằng là những cái điều tra của tôi được cho biết rằng là phải rẻ hơn cả giá 133 triệu. Bởi vì sao? Bởi vì là theo như các bạn cũng đã biết, tức là mua vải bán áo, tức là khi mà các anh muốn sản xuất và nhập dây chuyền sản xuất thì bao giờ phải rất đắt để sản xuất một sản phẩm mới. Thế nhưng mà khi sản phẩm đó đã qua thời hạn sử dụng rồi, qua thời hạn bán hàng rồi, tức là người ta sản xuất được 10 năm hoặc 5 năm rồi, thì cái dây chuyền công nghệ đó đã được khấu hao hết toàn bộ với cái vào sản phẩm rồi, thì như vậy họ sẽ bán công nghệ đó và bán cái những cái phụ tùng còn lại với giá rất rẻ mạt. Tức là nó tất nhiên nó đắt hơn sắt vụn một chút, thế nhưng mà rất rẻ mạt ở cái có thể mua được cái công nghệ đó. Đấy, cho nên là không có gì phải tự hào cả. Vậy thì với công nghệ mua rất rẻ như vậy, như là cái đồng nát như vậy, và với những cái ưu đãi về thuế, về đất đai như vậy, thì đáng nhẽ khi xe VinFast sản xuất trong nước là phải rẻ hơn cả xe ở sản xuất ở Nam Triều Tiên. Như đây chiếc xe này thì các bạn đã biết là Chevrolet được sản xuất ở Nam Triều Tiên, thì tất nhiên mặt bằng lương của Nam Triều Tiên mà cao hơn Việt Nam rồi, thế mà họ vẫn bán ra với giá chỉ có 5.123 euro thôi, tức là 133 triệu đồng. Đấy, thế mà trong khi mà Việt Nam bây giờ công nghệ thì cũ, dây chuyền thì cũ, mà lại bán ra với giá là 345 triệu đồng, thì quả thật là quá đắt và không phù hợp. Ngoài cái chuyện mà cái sự an toàn chưa được kiểm định rõ ràng, về tiêu chuẩn khí thải cũng không hề được công bố một cách công khai và được kiểm định độc lập, thì cái việc mà giá này là quá đắt, tức là dây chuyền cũ
và xe thì lại cũng công nghệ cũ thì là quá đắt. Trong thời gian vừa qua thì khi Việt Nam hội nhập với quốc tế thì đương nhiên thì sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn, nhiều cái bỡ ngỡ mà chưa từng có. Và ngay cả những lãnh đạo cấp cao nhất như ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đây cũng vừa xuất hiện đây các bạn thấy, sau một thời kỳ ốm rất nặng thì ông đã xuất hiện, thỉnh thoảng lại thôi. Tức là ông xuất hiện bao giờ cũng thời gian rất ngắn, sau đó ông lại mất tích luôn khoảng vài tuần, thậm chí cả tháng luôn. Sau đó ông lại xuất hiện rất ngắn, sau đó lại mất tích, tức là ông ta có ẩn hiện. Thì cái điều này cũng gây rất lo lắng cho những cái doanh nghiệp hoặc là những nhà đầu tư, bởi vì là với những cái người mà sức khỏe không còn nữa, 75 tuổi bị đột quỵ lần đầu thì vấn đề là đột quỵ lần hai là rất dễ xảy ra. Mà nếu lần hai, tôi cũng đã tham khảo ý kiến bác sĩ ở bên Đức, thì những cái đột quỵ lần hai thì rất có thể là nặng hơn nữa, tức là ông ta không thể gượng dậy như lần này được nữa. Vậy thì những cái điều hành đất nước như vậy, và bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng là một cái người cũng đã từng xuống với công ty VinFast ở Hải Phòng để thăm, thì cái điều đấy hoàn toàn bình thường. Thế nhưng mà nếu mà để ưu tiên một cách thái quá cho những cái doanh nghiệp giống như là sân sau như vậy, và ông Nguyễn Phú Trọng là cái người đang quyết liệt chống tham nhũng, thì cái này phải đặt câu hỏi, cái này thì Ủy ban Trung ương phải đặt câu hỏi, tại sao lại như vậy, tại sao những khu đất vàng lại rơi vào tay ông Phạm Nhật Vượng, tại sao những khu đất lớn lại rơi vào VinFast mà không phải công ty khác, tại sao những nguồn vốn lớn lại dành ưu đãi chỉ cho công ty này. Thì đấy là cái vấn đề mà có thể nói là lợi ích nhóm và có thể có tham nhũng ở phía sau những vấn đề này. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và tường trình cho các bạn. Và bản thân ông Nguyễn Phú Trọng là cái người phải nói rằng cho đến thời điểm này chưa hề phát hiện ra ông ta có tham nhũng, chưa có bằng chứng đấy. Thì tức là cho đến thời điểm này thôi, thì ông ta chắc chắn cũng phải có cái đối xử nhất định đối với cả những cái cán bộ cấp dưới của mình như ông Nguyễn Xuân Phúc hoặc là ông Nguyễn Thiện Nhân, để có cái dẫn dắt đất nước hoặc là điều hành đất nước theo một cái con đường hợp lý nhất thì mới phát triển được. Và cái điều cũng rất đặc biệt là tại sao trong thời gian vừa qua chúng tôi đã đăng từ ngày 17 tháng 6, tức là rất là 17 tháng 6 bắt đầu đăng cái loạt bài về vụ xe VinFast pha đi là điều tra khi không đưa sang châu Âu để thử chất lượng như đã thông báo, thì báo chí trong nước hoàn toàn im lặng. Các bạn cũng đã thấy hơn 800 tờ báo đài và truyền hình không nói gì cả. Đấy, thì mà cái việc này là việc hoàn toàn kinh tế. Và ngay cả ngày tôi cũng đã tham khảo và bên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đã phỏng vấn, tức là họ hoàn toàn thoải mái, nhưng mà trong nước thì im lặng hoàn toàn. Và mãi đến tận ngày 24 tháng 6, tức là sau đúng một tuần, thì có một tờ báo duy nhất, đấy là báo Phụ Nữ đã đang bắt đầu đăng tải về cái đặt câu hỏi này, tức là VinFast phát đi liệu có như quảng cáo hay không. Và trong bài báo này thì đưa lại thông tin rất chi tiết cụ thể về nhiều cái vấn đề mà VinFast cần phải trả lời trước cái công luận cũng như là trước những người tiêu dùng và trước những cơ quan quản lý nhà nước. Vậy thì tại sao phải đặt câu hỏi, tại sao những tờ báo này hoàn toàn im lặng, ngay cả Vietnamnet hoặc là báo Thanh Niên hoặc là báo Dân Trí rồi Việt Nam Express rồi là Thông Tấn Xã Việt Nam, Hà Nội Mới và tất cả những tờ báo này, Sài Gòn Giải Phóng là im lặng. Bởi vì các bạn phải biết rằng đặt câu hỏi thế này là khi chúng tôi đăng những phóng sự này thì chúng tôi cũng có được phía công ty đó đặt vấn đề là có thể giữ im lặng hoặc là đăng khác đi hoặc đăng chạch đi để cho cái vấn đề này nó chìm vào quên lãng. Tất nhiên là có thể phải được trả một cái mức phí khá cao, có thể 100-200 nghìn euro gì nào đó thì tôi không biết. Thế nhưng mà cái đó là có. Thì tất nhiên là chúng tôi đã từ chối, bởi vì chúng tôi là báo chí Đức và chúng tôi chỉ đưa thông tin sự thật và đưa những cái gì mà bạn đọc trong và ngoài nước và người dân cần biết thì chúng tôi sẽ đưa. Và bất kể cái việc đấy là của ai, do đâu và vì ai thì chúng tôi đưa như vậy. Thì bây giờ đến tận sau một tuần chúng tôi đưa thì như vậy báo Phụ Nữ là cái tờ báo đầu tiên đưa vào, đăng lên và thậm chí còn đăng báo giấy nữa. Thì cái điều này thì phải nói là rất hoan nghênh báo Phụ Nữ, là cái phụ nữ anh hùng, phụ nữ Việt Nam bao dung anh hùng. Tức là các bạn cũng đã chứng kiến rồi, bà Trưng, bà Triệu đánh quân phương Bắc, rồi là bà nữ tướng Lê Chân ở Hải Phòng, và rồi trong khi cái cuộc chiến tranh thì cũng rất nhiều người phụ nữ đã anh hùng dũng cảm, đã hy sinh tính mạng để chiến đấu. Thì phải nói rằng phụ nữ Việt Nam rất anh hùng. Và điều này chứng minh một lần nữa ở cái việc mà báo Phụ Nữ đã mạnh dạn đăng tải trang nhất về cái thông tin đặt vấn đề là VinFast pha đi liệu có như quảng cáo hay không. Thì đây là cái điều rất đặc biệt. Và các tờ báo khác hy vọng rằng sẽ tiếp tục tiếp bước những cái báo Phụ Nữ để đăng những cái bài loạt bài tiếp theo, để vạch trần ra những cái sai trái, những cái không đúng. Bởi vì cái điều này nó liên quan đến tính mạng của hàng chục nghìn người Việt Nam, liên quan đến tài sản của hàng chục nghìn gia đình,
Và điều này rất quan trọng, nếu mà các bạn đăng tải thì hãy tìm hiểu thêm thông tin và tự đăng tải những thông tin như vậy. Và có lẽ là một cái tờ báo hàng đầu, báo mạng hàng đầu của Việt Nam, đó là báo Tuổi Trẻ, họ đã cũng không thể đứng im, không thể im lặng trước những cái thông tin như vậy. Cho nên ngày hôm nay 26 tháng 6 vào lúc 9 giờ 19 phút sáng thì báo Tuổi Trẻ cũng đã đăng một cái bài và rất là ấn tượng. Made in Việt Nam, tài sản quốc gia đừng lợi dụng. Đây các bạn thấy rất rõ. Đây là bài của báo Tuổi Trẻ, cũng đăng trên trang nhất của báo Tuổi Trẻ online. Và các bạn thấy cái hình ảnh minh họa nó rất là ấn tượng và nhiều người rất thích, bởi vì là hình ảnh một cái người Việt Nam đạp xích lô. Thì xích lô các bạn cũng đã biết, xích lô là một cái phương tiện mà Việt Nam dùng để lưu thông chuyên chở từ lâu rồi. Và bây giờ là với hình thức là cái xe đằng trước. Đây, tất nhiên họ không để logo của VinFast hay là xe nào cả, nhưng mà các bạn phải tự tìm hiểu và tự biết rằng đây là ám chỉ, đây là xe mà cho rằng là của VinFast. Đây, đấy. Tuy nhiên trong bài báo này thì họ đăng về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề đồ điện tử, đồ điện và gia dụng nọ kia đã đội lốt hàng Việt Nam, nhưng mà thực ra ruột là của Trung Quốc hoặc là những cái nước khác để tiêu thụ hàng cho Trung Quốc. Thì họ đã đăng, nhưng mà họ như vậy là cũng là mạnh dạn. Nhưng mà nếu mạnh dạn hơn nữa, họ hãy đăng thẳng và tìm hiểu và đăng thẳng vào vấn đề là xe VinFast pha đi như thế nào, kiểm định ra sao, thì cái điều đó sẽ tốt hơn cho người tiêu dùng và những người bạn đọc của tờ báo Tuổi Trẻ này. Và họ cũng chỉ cố gắng là đưa ra một cái bức tranh cười, Tuổi Trẻ cười, đăng ra một cái hình là cái người lái xích lô với cái chiếc xe ô tô giống hình này, giống hình xe VinFast pha đi. Đây, và thì đây là một cái sự cố gắng. Và như vậy là chúng ta tổng hợp lại là chúng ta đã có hai cái tờ báo mà đã đưa ra cái thông, trong nước đã đưa ra cái thông tin về cái việc này. Thì đó là mấy tờ Phụ Nữ là một, và cái tờ Tuổi Trẻ là hai, báo online Tuổi Trẻ là hai. Thì hai tờ này là đi tiên phong trong cái lĩnh vực mà đưa tin sự thực đến với người dân. Tuy nhiên là Phụ Nữ là cái nơi mà đăng chính xác và chi tiết nhất. Thế còn báo Tuổi Trẻ thì vẫn chỉ mang đánh chất là ám chỉ và vẫn có giữ cái gần như im lặng với cả những cái chi tiết khác. Thì đây là hy vọng rằng thời gian tới báo Tuổi Trẻ, rồi báo Thanh Niên và Thông tấn xã Việt Nam, rồi Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc là Đài Phát thanh và Truyền hình Việt Nam hãy tiếp tục điều tra và đăng thông tin. Nếu xe VinFast tốt thì hãy ghi là tốt, còn nếu không tốt thì ghi là không tốt. Có vậy thôi. Đấy là cái nhiệm vụ của báo chí mà ở Việt Nam hay gọi là báo chí cách mạng. Vậy thì lại tìm hiểu thêm là tại sao những cái tờ báo trong nước không dám đăng những cái thông tin này. Vậy phải nhiều người đã đặt câu hỏi. Vậy phải chăng là những cái tờ báo này, những cái tờ báo khác, tức là hơn 800 tờ báo đài im lặng, có phải chăng đã bị mua, tức là đã bị dùng tiền để thao túng? Mà nếu quả thật như vậy thì cái việc này phải có điều tra trong cái ban tuyên giáo hoặc là trong bộ thông tin truyền thông, chỗ ông Hùng và ban tuyên giáo và ban văn hóa tư tưởng, và cũng như là cái chỗ ông ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban văn hóa tư tưởng Võ Văn Thưởng, thì phải điều tra lại. Bởi vì như vậy là tiền có thể mua được tất, và dùng một vài trăm nghìn, hàng triệu euro thì có đô la thì có thể bịt mồm được báo chí. Thế như vậy thì báo chí có còn cách mạng nữa hay không? Đây là câu hỏi. Và nếu mà như vậy thì có nguy hiểm cho đảng, nguy hiểm cho cái chính thể này không? Nếu mà tiền họ mua được, thì sau này khi những cái người mà họ dùng tiền họ mua đó, họ đi vào chính trường, họ vào Đảng Cộng sản, thì những doanh nghiệp đó họ sẽ trở thành những cái nhà tư bản đỏ, và họ sẽ độc tài, độc đoán, và có thể dẫn đến những cái vấn đề rất nguy hiểm cho Việt Nam. Đó là đi vào con đường độc tài, chuyên chế, giống như là Libya, giống như ông Gaddafi chẳng hạn. Thì lúc đó thì Việt Nam sẽ trở nên rối loạn và Đảng Cộng sản cũng bị xóa bỏ. Thì đấy, tức là bây giờ vấn đề là 800 tờ báo và đài không hề đăng, thì phải chăng đặt câu hỏi là họ đã bị mua và họ đã bị khống chế bằng tiền? Thì cái việc này ông Võ Văn Thưởng phải họp các tổng biên tập đầu ngành của báo chí, mà tôi biết rằng đều họp đầu tuần để thông báo, để họp, thì nên có những cái kiểm điểm cũng như rút kinh nghiệm và có tìm hiểu rõ hơn về cái việc tại sao các tờ báo trong nước lại im lặng hoàn toàn trước cái những cái thông tin đặc biệt như thế này. Mà chỉ có hai cái tờ duy nhất là tờ Phụ Nữ Việt Nam và cái tờ Tuổi Trẻ thì cũng chỉ đăng ở hình thức là ám chỉ thôi, chứ còn không đăng cụ thể chi tiết. Thì đấy là cái vấn đề mà có thể là báo chí Việt Nam, báo chí cách mạng Việt Nam, rồi là vấn đề là văn hóa tư tưởng của Việt Nam đã bị đồng tiền nhuốm hết rồi, và họ đã bị mua và phải chịu sự im lặng trước đồng tiền. Thì như vậy, thì với bàn tay như vậy, nếu quả thực họ bị mua thì như vậy là đây là một cái vụ án mafia rất lớn đến cấp chính phủ. Và cái người nào đi cùng, đấy là ông Nguyễn Xuân Phúc đã đi cùng ông Phạm Nhật Vượng, và trước đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên Nguyễn Phú Trọng chỉ xuất hiện lần đầu tiên
ở cái lúc mà bắt đầu chuẩn bị xây dựng cái khu VinFast ở Hải Phòng thôi. Thế còn sau đó chỉ có ông Nguyễn Xuân Phúc xuất hiện cùng với một số ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, Phạm Minh Chính là cái ông mà đã dựng ra cái luật dự thảo luật đặc khu đã bị phản đối trong thời gian vừa qua. Đấy là ông Phạm Minh Chính thì đã xuất hiện rất nhiều. Thì cái việc này thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỗ ông Nguyễn Phú Trọng cũng phải xem xét kỹ, kẻo rằng là bàn tay của đây không phải vụ 5 cam như trước nữa, mà cái người những cái người như thế này thì nó nguy hiểm gấp hàng nghìn lần 5 cam. Và cái bằng chứng cụ thể đấy là việc mà ông em ruột ông Phạm Nhật Vượng là ông Phạm Nhật Vũ đang bị bắt giam và bắt giữ về cái vụ AVK hàng nghìn tỷ đồng biển thủ ngân sách quốc gia. Thì cái này thì chắc chắn ông Vũ phải biết rất rõ về việc ông Phạm Nhật Vũ và Phạm Nhật Vượng hai anh em phải biết rất rõ về nhau và những cái thông tin về nhau biết rất rõ, thì cứ hỏi ông Vũ đang ở trong tù thì sẽ biết ông Phạm Nhật Vượng như thế nào và có liên quan hay không. Đấy, và bây giờ báo chí trong nước đã bị những cái bàn tay như vậy bao phủ, nó che đi và nó không cho đăng, thì như vậy cái vai trò của Ban Văn hóa Tư tưởng cũng như là bên Ban Tuyên giáo chỗ ông Võ Văn Thưởng đã không còn nữa mà đã bị mua hết. Và chính vì vậy là cái tờ báo đấy đã im lặng. Vậy chúng ta hãy đợi xem thời gian tới những tờ báo có lên tiếng hay không, thì cái điều đấy mới minh chứng cho việc là có bị mua hay không. Còn nếu mà vẫn im lặng thì đã bị mua, và nếu vẫn là lên tiếng mà lên tiếng rõ ràng và đúng đắn thì như vậy là chứng tỏ rằng những tờ báo đó chưa bị mua. Đấy. Và hiện nay chỉ có tờ báo Phụ Nữ đã đăng chi tiết và tờ báo Tuổi Trẻ đăng theo kiểu dạng rất là ám chỉ thôi. Và các bạn đang đứng trước cái khu này, đây là khu bán xe, và trong cái khu này người ta sẽ dựng lên những cái giá hàng giá rất lớn như các bạn nhìn thấy đây. Đây là tôi đã phóng to cái ảnh ở bên trong ra để các bạn tự nhìn. Ở bên trong đó là sẽ cẩu những cái xe mà có Euro 4 lên và họ để đấy, để rất lâu, rồi sau lúc thì dỡ cái bánh, lúc thì dỡ cái cửa, lúc thì mở cái máy ra để bán lẻ. Và họ bán cho những cái nước lạc hậu những cái phụ tùng của xe có theo tiêu chuẩn Euro 4 để lắp vào những xe cũ. Và theo như là cái thông tin mà tôi biết được thì trong này có rất nhiều những phụ tùng nhỏ nữa cũng có. Đây họ ảnh này tôi đã phóng to để các bạn dễ theo dõi. Đây là cái kho bên trong, là kho phụ tùng bán những cái đồ như là phanh hoặc là những cái giảm sóc hoặc là những cái vành xe hoặc là những cái vỏ máy. Đấy, thì đây là những cái thông tin mà tôi gửi tới các bạn. Và nếu trong thời gian này xe VinFast Fadi chưa được kiểm nghiệm về chất lượng mà chưa được có thể bán, chưa thể bán được trong nước hoặc là không ai mua, thì như vậy ông Phạm Nhật Vượng có thể vẫn bán phụ tùng cho những cái hãng như thế này. Tất nhiên phụ tùng bán sang đây thì cũng phải kiểm tra chất lượng. Vâng, thì đấy là những cái thông tin mà tôi đưa ra, và trong thời gian tới chắc chắn rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và tìm những cái thông tin mới nhất đưa ra, cũng như là chúng tôi sẽ tìm hiểu những cái thông tin về cái phản ứng của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước đang ốm rất nặng này, về cái vấn đề mà công ty VinFast này đã làm và đang làm và sẽ làm đối với người dân Việt Nam. Và rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cụ thể và chi tiết cái phần tường trình này. Và cũng có những bạn cũng đã nói với tôi rằng là thế trước đây chúng ta đều gọi là Bác Hồ, và bây giờ thì chúng ta gọi là đây là Bác Trọng. Đấy, Bác Trọng. Đấy, Bác Trọng. Và bây giờ thì thêm nữa là mới đây lại xuất hiện những ngôn từ chuyên gọi là Bác Vượng. Bác Vượng là không phải là gì mà là Bác Phạm Nhật Vượng, gọi là Bác Vượng. Bởi vì Bác Vượng là mang xe, mang dây chuyền đến rồi là sản xuất ra, tạo công việc làm cho người dân nọ kia. Và bây giờ tức là Bác có Bác Hồ, bây giờ Bác Trọng, mà bây giờ đến Bác Vượng nữa. Đấy, thì vậy có phải chăng rằng đấy là những cái tín hiệu để cho người dân dần dần làm quen với những cái khái niệm là Phạm Nhật Vượng hoặc là ông Vượng, Bác Phạm Nhật Vượng sẽ đi vào con đường chính trị và tới đây khi vào đảng, và lúc đấy thì người ta đã quen với cái từ là Bác Trọng rồi, và bây giờ đến Bác Vượng. Bác Vượng thì cũng là rất hết sức bình thường. Đấy, thì cái này là cái cũng rất là đặc biệt, và mọi người có thể tự tìm hiểu thêm, cũng như là nếu mà Bộ Chính trị hoặc là những cái có thể mời được những ông Phạm Nhật Vượng thực sự ông có tài tham gia thì cũng là tốt, nhưng e rằng cái tài này lại không phải là tài thật, mà nó được che giấu bằng hình thức khác. Thì cái việc mà dùng từ Bác Hồ, Bác Trọng và bây giờ đến Bác Vượng thì có lẽ là hơi quá. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái thông tin chúng tôi vừa đưa ra. Và chúng tôi chắc chắn rằng trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm để phục vụ các bạn. Và cái buổi truyền hình trực tiếp của chúng tôi ở ngay tại cái khu bán xe, đây là gọi là xe đồng nát,
dùng Eurofia giống như xe xe VinFast Fadi đó, và họ Eurofia ở đây họ cũng tháo dỡ ra rồi họ cũng bán phụ tùng cho những cái hãng cho lắp lại vào những xe cũ hoặc là đưa sang Nga, sang châu Phi. Và các bạn cũng chứng kiến trực tiếp đấy, trong này có hàng nghìn cái xe rất là lớn trong cái khu này, và trong đấy thì rất nhiều xe và nhiều phụ tùng được tháo rời. Và cũng đấy là cũng có thể là một mô hình mà ông Phạm Nhật Vượng, tức là công ty VinFast, có thể làm trong lúc mà chưa bán được xe, chưa được kiểm định ở châu Âu về chất lượng, thì có thể bán phụ tùng, tức là báo phụ tùng trước, và tất nhiên bán phụ tùng thì phải xin phép. Vâng, thì trong ngày hôm nay chúng tôi cũng đã tường thuật khá nhiều và chi tiết tổng thể tất cả những cái thông tin diễn ra, và chúng tôi xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Hẹn gặp lại các bạn, và những bạn nào có những câu hỏi gì về cái vụ xe VinFast này, về ông Phạm Nhật Vượng, thì hãy comment xuống dưới những cái phát trực tiếp này của chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục tìm hiểu, đáp ứng cái nhu cầu và yêu cầu của các bạn. Để và ngoài những cái, và các bạn nhớ bấm theo dõi của Facebook của tôi cũng như của trang Thời Báo và của YouTube của Thời Báo DE, để chúng tôi tiếp tục cập nhật và mời các bạn xem những thông tin mới nhất mà chúng tôi sẽ đưa ra trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và tôi xin phép tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Xin chào các bạn.